Cả nhà đi du lịch Tây Ban Nha. Sân bay quốc tế Narita. Vậy là ước mơ đi du lịch nước ngoài của em đã được thực hiện rồi. Đều là nhờ chồng yêu của em giỏi giang hết đó. Cảm ơn chồng yêu nhiều nha. Có gì đâu mà. Đúng rồi, nhờ ba tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng mà nhà mình được chuyến đi du lịch tới Tây Ban Nha với gia hàng thương gia luôn á nha. Bà đúng là số 1, thiệt là đã. Nè nè, không cần phải nói ra rõ như vậy đâu. Với lại đừng có nói lớn tiếng người ta chú ý. Bây giờ thì vẫn còn lâu mới tới giờ xuất phát. Hay là để em ghé qua cửa hàng miễn thuế xem mấy đồ trang điểm chút nha. Nè em ơi, hàng miễn thuế thì để lượt về mình mua cũng được, mà muốn chi sớm dữ vậy không biết. Em không nhớ anh có gì hay sao? Ghé ghế ngồi của mình là hạng thương gia luôn đó. Em quên mất tiêu ha. Chúng ta là những vị khách hạng cao cấp cho nên sẽ được phục vụ rất chu đáo. Từ rượu whisky cho tới rượu vang, đồ ăn, nước chấm hay là thức uống, trái cây, bánh kẹo, tất cả đều miễn phí. Hả? Cả đồ ăn uống đều được miễn phí luôn sao? Chính xác là như vậy đó em mà. Miễn phí? Em rất hạnh phúc khi có anh làm chồng đó nha. Con cũng thật sự hạnh phúc khi mà có ba đó ba ơi. Anh yêu Misa. Ba ơi. Thôi mình đi lẹ đi. Tuân lệnh. Ủa anh ơi, hướng đi lên máy bay cho hành khách hạng sang là lối nào vậy anh? Đợi chút đã. Trước tiên mình phải làm thủ tục nhập cảnh trước. Hay là để con hỏi người kia cho. Dạ, nếu được thì cô có thể cùng con tới chỗ làm thủ tục gửi hành lý cho hành khách hạng sang được không cô? Hả? Hey, tổ chức tour chuyên nghiệp vậy mà làm cái bảng nhìn thấy tệ quá, đúng là xấu hổ hết biết. Ồ, thầy ơi, bên này nè, tất cả độc giả cũng đã tập trung ở đây hết rồi. Nè. Wow. Thưa quý vị, xin lỗi đã để phải chờ đợi. Xin giới thiệu đây là thầy Yoshi. Yoshi đó hả? Yoshi đó. Đúng. Từ bây giờ tôi rất hân hạnh được hướng dẫn cho quý vị. Chúc quý vị có một chuyến du lịch tới Tây Ban Nha vui vẻ. Nè Tosuka, sao không chọn mấy độc giả trẻ trẻ mà chọn mấy ông bà già không vậy hả? Sao thầy lại nói vậy được chứ? Đâu cô gái nào có phiếu rút thăm trúng thưởng đâu mà có. Ôi, nè, nói nhỏ thôi, lỡ họ nghe hết thì sao đây? Ủa thầy à, bản chương trình đâu? Cái gì? Thầy đã hứa với em là hôm nay sẽ đưa cho em bản đó mà. Cái đó thì tôi để ở trong hành lý ký gửi rồi. Hay là để tới bên đó nhận phòng rồi tôi đưa cho cậu sao nha? Thầy hãy nhìn vào mắt em mà nói nè thầy ơi. Được rồi, em tin thầy đó. Tới lúc đó thầy nhớ đưa em nghe không? Cứ yên tâm đi mà. Đúng là vé hàng thương gia có khác ha. Vừa được ăn miễn phí, còn có nước uống nữa chứ. Đã vậy trong lúc chờ đợi còn được nhận quà lưu niệm nữa. Nè anh à, không biết ở trong máy bay còn phục vụ tốt tới cỡ nào nữa ha. Dạ xin chào mừng quý khách. Dạ thưa quý khách, vị trí ghế ngồi của quý khách ở chỗ này ạ. Trời ơi Misa ơi, đúng là hạng thương gia, ghế em quá trời ơi mà em ngăn. Đã quá đi. Phải cởi giày ra chứ. Cái đó là bộ dụng cụ làm móng phục vụ trên chuyến bay sao? Đúng là hạng thương gia có khác mà. Nhưng mà không được, bây giờ mình đang là người sang trọng cho nên phải giữ thể diện mới được. Nè mẹ ơi. Cái hộp này bên trong có nhiều thứ được lắm á mẹ. Nhanh lên mẹ, giống như mọi khi mình cho vô túi mẹ liền đi. Nhanh lên mẹ. Để lại chỗ cũ đi xin. Nhìn nè, cái hình nộm này họ làm cũng đẹp ghê luôn á ha. Nè cậu Tosuka, tại sao ta đường đường là một nhà tiểu thuyết mà sao lại mua ghế thường như vậy? Thầy ơi, chuyến đi này được tài trợ của chương trình giao lưu văn hóa cho nên kinh phí còn hạn chế, không thể mua vé hạng thương gia được đâu. Nói mới nhớ, thầy chưa đưa bản chương trình cho em có đúng không? Tôi nhớ rồi, nói hoài à. Dạ xin phép được hỏi quý khách, quý khách muốn dùng loại nước uống nào ạ? Cho tôi ly bia đi. Còn tôi uống rượu vang nha. Dạ tôi đã hiểu rồi. Còn quý khách trẻ đây, xin hỏi dùng gì? Hãy cho mình một ly nước sắc đẹp tuyệt trần của cô em đi, có được không cô em? Ăn nói với người lớn phải đàng hoàng lại nghe chưa? Dạ xin gửi quý khách thực đơn ăn trưa. Chúng tôi phục vụ gồm có món ăn Á và món ăn Âu. Dạ xin mời quý khách. Hạng thương gia còn có thể chọn món ăn Á hay Âu luôn sao? Hay chà, cô cho tôi món Âu đi ngang.
Còn tôi thì chọn món Á nha. Còn em thì chọn món nào ít ít ra quá nha. Nè nè, nhớ hồi nãy mẹ nói em gì xin lỗi không chị, hả? Thì cho em món ngon được nha. Rồi em chờ một chút nha. À sẵn đây xin hỏi luôn, quý khách có muốn khuấy cho em bé một ly sữa hay không vậy? Hả? Dạ xin nhờ cô giúp. Dạ xin quý khách chờ trong giây lát. Còn có thể pha sữa cho em bé luôn nha. Công nhận phục vụ trên cả tuyệt vời luôn, đã quá. Đúng là hạng thương gia có khi. Cần mắc tẹt quá, phải đi thôi. Con biết chỗ phòng vệ sinh dạ chưa biết đó. Nhưng mà cô Sinh còn nhỏ như vậy mà được phục vụ sung sướng quá, anh nghĩ sẽ không tốt lắm đâu em à. Chắc anh phải nói với nó, việc như vậy là không có thường xuyên, nên không được ý lại mà lười biếng, và không được sai khiến để người khác phục vụ như vậy, để nó ý thức được bản thân phải anh tự lập. Anh nói phải quá đó. Dạ xin chúc mừng quý khách ạ. Dạ thưa quý khách là người thứ 100.000 vào toilet, cho nên để tri ân khách hàng, chuyến bay này có phục vụ riêng cho quý khách một ghế hạng sang để phục vụ quý khách một món ăn đó ạ. Chúng tôi xin mời quý khách vào trong mà. Đã thiệt nha. Dạ xin mời quý khách vào ạ. Dạ thưa đại gia, đây là ghế vua để phục vụ hạng thương gia đó ạ. Xin mời đại gia lên ngồi ạ. Đã quá em thiệt á. Bây giờ mời quý khách đổ dương miệng lên và em xin phép được phục vụ quý khách. Nhọt quá. Dạ rồi. Ngon ghê luôn. Shin Nosuke, không được nghỉ việc như vậy là có thường xuyên nha. Phải biết sự phục vụ tốt đó là nhờ đâu mà có. Nói thiệt lòng đi. Thiệt là ganh tị quá, mình muốn ngồi chỗ đó đó. Shinosuke, thế gian này không phải lúc nào cũng ngọt ngào như vậy. Đúng đâu rồi nha đó. Cái bánh kem này ngon ghê. Mình tính tận dụng khoảng thời gian này để viết hành trình chuyến đi, mà lại như vậy làm sao mà viết được đây. Còn cái ông Totsuka này nữa, uống cho cố rồi xỉn không. Bực quá đi. Anh ơi, em nhớ anh quá chừng à. Có phải quý vị là người bên nhà xuất bản Phương Ta Ba có đúng không? Đúng là như vậy. Xin được giới thiệu, em là hướng dẫn viên, tên em là Catherine, đến từ nhà xuất bản Phương Ta Ba. Dạ, xin trân trọng chào quý khách. Hoa mỹ nhân kìa. Cô là hướng dẫn viên à? Xin được giới thiệu, tôi là người của nhà xuất bản Phương Ta Ba, tên là Totsuka nè. Giới thiệu phải để cho người lớn giới thiệu trước chứ. Không chịu, em giới thiệu trước luôn. Phải để tôi giới thiệu trước mới đúng. Tôi là người của nhà xuất bản Phương Ta Ba, tên là Nohara. Hả? Có phải không đó? Hả? Đúng là nó rồi. Là mày đó hả? Là thầy Yoshi, tác giả của cuốn tiểu thuyết Vòng Tròn Tuyết đó hả? Nhìn bề ngoài có vẻ như là người xấu, nhưng thật sự là người rất hiền lành đó nha. Ngọn gió nào đã mang hai người đến đây vậy? Cái đó phải để tôi hỏi nó mới đúng đó. Nó tới cùng lúc với mình, không lẽ cùng chuyến bay với chúng ta luôn sao? Đúng đó, gia đình con đến đây với giá hạng thương gia luôn á nha. Hạng thương gia? Hèn gì, bởi vậy nên mình đã không thấy được mặt nó. Nói tóm lại là chưa chắc chúng ta đi vé hạng thương gia thì sẽ có một chuyến đi du lịch tuyệt vời đâu. Bởi vì hướng dẫn viên bên mình chính là một mỹ nhân tuyệt vời luôn mà. Dạ xin chào, xin làm phiền cô giúp đỡ. Hân hạnh chào quý khách ạ. Cái cô này không phải là hướng dẫn viên của công ty Futaba sao? Chào mừng cả hai đoàn khách ạ. Tôi là hướng dẫn viên ở hai bên luôn. Từ giờ tôi sẽ hướng dẫn quý khách lên xe buýt về khách sạn. Xin hãy đi theo tôi. Anh ở bên đây. Gia đình Nohara thì ở bên này ạ. Ngày mai chúng ta tập hợp ở phòng đợi lúc 8 giờ nha. Phòng số 4988 luôn à. Ây chà, phải nhớ kỹ số phòng đó nha anh. Mẹ chỉ cần nhớ phòng bên cạnh của mình có tên là Bochitachi là được rồi. 4989 đọc tắt là Bochitachi. Shinosuke thật là thông minh quá ha. Dạ, không dám. Đúng là lần nào gặp thằng nhóc này cũng khó chịu hết trơn à. Thôi không thèm để ý tới nó nữa, mình nhanh vào phòng hoàn thành công việc thôi. Nếu cứ như vậy đi ngủ thì không phải là hơi lãng phí hay sao?
Đúng rồi đó, ở trên máy bay mình đã ngủ nhiều rồi ha. Em cũng muốn đi tham quan cảnh về đêm của Tây Ban Nha như thế nào. Chị có thể dẫn chúng tôi tới chỗ nào đẹp mà vui về đêm không? Em biết chỗ nhà hàng này vui lắm. Hay là mình đi đến đó đi. Đi, đi nha ba. Đi thử nha em. Ừ, mình đi thôi. Tôi cũng muốn đi. Hả? Rồi, xin chào quý khách. Wow, tiệm này đẹp quá đi. Ghế à, bên này ạ. À? Xin mời, xin mời. Đúng là hai tên háo sắc thiệt mà. Anh ơi, chỗ đó là để em ngồi mới đúng. Sao vậy? Cảm ơn nha. Lẹ, thật là tiếc quá đi. Đồ uống mình gọi là rượu vang và nước ép trái cây có được không ạ? Ok, gọi món đó đi. Ok. Cô có biết từ nắm bắt không? Từ nắm bóp đó hả? Không phải là bóp mà là bắt nha. Tiếng Nhật thật là khó quá đi. Mấy người này toàn nói chuyện tào lao không à. Hình như con xỉn rồi thì phải. Uống nước ép trái cây mà cũng xỉn nữa sao? Dễ thương quá đi. Nếu biết trước như vậy ở nhà làm việc còn sướng hơn đi chơi. Nè, đừng có làm bộ nha. Ngồi lại đàng hoàng coi. Mà cô Caramel thích mẫu người con trai như thế nào vậy cô? Để coi. Là người có lòng khoan dung và dị tha đó. Là người có lực âm mạnh sao? Đâu phải là ý nghĩa đó đâu mà làm vậy hả? Với lại là người phải có một cái quan trọng phải tốt nữa. Đúng thật là. Đó là trái tim. Thôi rồi. Ông chú đã bị làm sao vậy? Tại không ngồi nghiêm chỉnh nên bị té rồi. Tôi không thèm nói chuyện với mấy người đâu. Hả? Đúng rồi. Caramel ơi. Hai cô ơi, cô nhảy cùng con đi nha. Được thôi. Được rồi. Bạn tiếp theo nhất tiếp mình theo sẽ là đến lượt tôi á. Anh ơi, hai đứa mình nhảy nha. Nhưng còn Hima thì sao? Hima cũng nhảy luôn. Leo, nhà ngươi hãy ở đó nhảy đi nha. Được rồi, chắc chắn bản tiếp theo sẽ là mình nhảy với cổ rồi. Caramel ơi, bản tiếp theo hãy nhảy với... Mình cùng nhau nhảy với anh Yoshi. Rất vui khi được nhảy cùng với cô đó. Mọi người cùng nhảy chung cho vui luôn đi ạ. Bản nhạc flamenco này là nhảy chung đó. Chuẩn bị sẵn sàng nào. Tuyệt quá, là dòng nhạc flamenco à. Nhảy thôi. Con cũng nhảy luôn. Nhớ đừng dậy trễ nha. Chúc quý khách ngủ ngon ạ. Công nhận vui quá đi ạ. Cảm ơn em nhiều nha. Chúc em ngủ ngon ha. Ơi, mệt hết cả người luôn. Trên máy bay cũng không ngủ được chút nào. Nhưng mà không được ngủ đâu. Còn phải lập bản chương trình đi tour của chuyến đi này để nộp nữa. Không được ngủ đâu. Hay là nằm nghỉ 10 phút thôi rồi dậy làm. Thầy ơi, tới giờ rồi thầy ơi. Khuya lơ khuya lắc như vậy mà còn gọi làm gì? Thầy phải ơi, không dậy trời. Cút chạy đi thầy. Trời sáng rồi. Đúng là bó tay luôn, thầy mà lại ngủ quên. Mọi người đã đầy đủ hết chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi tham quan thành phố Barcelona nha. Chúng ta xuất phát đi, tham quan Barcelona đi. À,
này thì giống với tên của một loại hoa ở Nhật rất nổi tiếng, đó là hoa anh đào. Nó được hoàn thành từ khi nào cũng không ai biết, và có tên là Sakura Family đó ạ. Hay thật đó. Trời ơi, hay quá. Nè. Cái này thì giống với tên của một loại hoa ở Nhật rất nổi tiếng, đó là hoa anh đào. Nó được hoàn thành từ khi nào cũng không ai biết. Anh đã quá đi, đã quá. Con thằng lằn bự thiệt đó nha. Công nhận Barcelona đúng là một nơi tuyệt vời anh ha. Đúng là thành phố nghệ thuật ha. Đúng là không uổng công tới đây mà. Được rồi, hôm nay khi về khách sạn sẽ sáng tác một cuốn tiểu thuyết mới tuyệt vời luôn cho mà xem. Sách đây. Buồn ghê. Sách nè. Nguy hiểm quá. Đau quá. Cậu có sao không vậy? Đánh đầu mạnh thiệt, vô lưới luôn á, mà có bị sao không? Đau. Hay là tới nhà mình xuất thuốc cho nghe. Cậu đi theo mình đi. Mọi người ơi, đến lúc phải về khách sạn rồi. Mọi người tập trung lại đây. Ủa, Shinosuke đâu rồi? Ủa, hồi nãy mới thấy nó ở đây mà ta. Shinosuke. Hả? Shinosuke không có ở đó hả? Shinosuke à? Shinosuke. Lại là cái thằng nhóc phiền phức đó nữa rồi. Shinosuke ơi, không lẽ là nó bị bắt cóc rồi sao? Em đừng có nói bậy bạ như vậy. Chắc nó chỉ đi lạc đâu đây thôi. Mọi người chia nhau ra tìm đi. Cậu Totsuka với tôi đi theo hướng này, các bạn hãy tìm bên kia đi. Còn cô Karimen thì tìm giúp ở bên đó nha. Chúng tôi cũng đi chung với. Thôi được rồi. Vậy thì hai bác hãy ở lại đây đợi nha. Có thể bé Shinosuke sẽ quay trở lại đây để tìm mọi người đó. Shinosuke ơi! Ông ơi, thằng Jose không biết dẫn ở đâu về một thằng nhỏ người châu Á nè ông. Đúng thật ha. Bạn ấy bị trái banh bay đập vô trong mặt á mẹ. Xin chào, Beria. Nó nói cái tiếng gì vậy ông? Hình như là nó đang chào hỏi mình thì phải. Xin chào cháu. Vậy mà nãy giờ tưởng hai bác không hiểu tiếng Nhật luôn chứ. Cậu nói gì vậy? Chỗ bị banh đập vô không sao chứ? Hả? Beria. Hồi nãy tới giờ nó cứ nói là Beria không vậy ta? Hình như là nó có vẻ đói bụng rồi thì phải à. Đúng rồi, vừa lúc mẹ mới nấu cơm xong, con dẫn bạn vào nhà ăn cơm luôn đi Jose. Hay quá, mẹ nấu món Beria là tuyệt vời luôn á nha. Đã quá. Hả? Có chuyện gì vậy? Tiệm này là tiệm nổi tiếng trong danh sách các tiệm của cô Karimen đưa cho anh đó. Nhưng mà đây có phải là lúc nói chuyện ăn uống đâu. Em quên mất tiêu. Là thịt xông khói kìa. Thịt xông khói rượu vang Tây Ban Nha, công nhận ngon thiệt luôn ha. Đã nói rồi mà. Không phải lúc ăn uống rồi mà. Xin lỗi. Cho hỏi anh có thấy một đứa bé nó cao khoảng chừng này không vậy? Anh nói như vậy thì làm sao anh hiểu được. Khoảng này. Và có cái đầu sư cọ. Và thường lắc lắc cái mông như vậy đó. Không phải, Shinosuke nó làm như vậy mới đúng nè. Chỉ dùm. Chỉ dùm hả? Chỉ dùm. Không phải như vậy. Chắc là anh ấy không hiểu mình đang muốn nói cái gì rồi. Rồi, xin mời cả nhà hãy dùng đi nào. Mời cả nhà dùng bữa. Hình như có vẻ không hợp vậy thì phải. Công nhận thằng bé này thú vị thiệt ha. Ngon có nghĩa là Moruba. Nhưng mà cái thằng bé này nó từ đâu tới vậy ông ha? Nè Jose, thằng bé này là con gặp nó đi một mình hả? Dạ. Vậy là nó có thể bị lạc đường rồi. Ba mẹ của nó chắc chắn là đang rất lo lắm đó. Là cô hướng dẫn Karumen kìa. Hả? Nó biết Karumen nữa sao? Moruba. Shinosuke! Mày quá đi mất. Bé Kai đã cho con ăn no luôn á.
Đó là nhà của cô Carumen đó. Hình như là cô Carumen cũng đang ở chung căn hộ với gia đình Jose đó thầy ơi. Vậy à, công nhận may thiệt luôn ha. Ai vậy? Hôm nay thật sự cảm ơn thầy rất nhiều. Thưa thầy, tụi em xin được mời thầy một bữa để gọi là tấm lòng. Thôi thôi, không có gì đâu mà, đừng để gì về chuyện đó hết ha. Ơi. Dạ xin lỗi, làm phiền thầy. Em có chút kẹo mang từ Nhật Bản qua, mời thầy dùng cho vui. Trời ơi, ngại quá, cảm ơn cô Misae nha. Lẽ làm cái gì mà cứ gõ cửa hoài vậy? Chịu hết nổi mà. Chuyện gì vậy hả? Dạ hôm nay con cảm ơn thầy nhiều lắm. Nhờ thầy mà con mới được gặp lại ba mẹ con. Đã nói là không cần cảm ơn rồi mà. Trời, thôi chết rồi, cửa khóa tự động mất tiêu rồi. Dạ vậy thôi, bây giờ con đi nha. Ơi cô ơi, cô mở cửa phòng ra cho tôi với cô ơi. Ông làm cái con gì, gì đó vậy? Ơi, mở cửa ra giùm tôi với coi. Một tuần sau khi về lại Nhật Bản. Có hình rồi nè anh ơi. Ở đâu để coi coi. Cho con coi á. Là hình của cô Carumen à. Công nhận chụp cũng đẹp dữ ha. Công nhận chuyến đi vui thiệt anh á. Đi tiếp nữa quá. Rồi rồi, vậy để ba tìm vé nữa ngon. Thầy Yoshi bị bệnh đột xuất nên cho học sinh nghỉ học dài hạn.